lễ mừng lò luyện sắp bắt đầu. Anh à, em sẽ dùng quà anh tặng cho em thắp sáng ngọn lửa của trận quyết đấu này. Chỉ đó mới có thể thể hiện lòng dũng cảm và ý chí kiên quyết. Đây là sứ mệnh của ngươi, chỉ có con đường địa ngục này mới có thể hướng đến vinh dự và ánh sáng.